Vào ngày 27 tháng 12, cư dân mạng trên một diễn đàn hâm mộ nhan sắc Việt đã bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh được cho là có liên quan đến Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Cụ thể, đó là bức ảnh chụp lại màn hình danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi học kỳ năm học 2023 tại một trường đại học quốc tế. Đặc biệt, danh sách có cả tên của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân với 37 buổi nghỉ, chiếm 53% tỷ lệ nghỉ học của cả kỳ. Ngay lập tức, cộng đồng fan đã bất ngờ bàn tán xôn xao. Nhiều netizen cho rằng nguyên nhân cô nàng có tên trong danh sách này là bởi lịch trình hoạt động dày đặc, buộc phải nghỉ quá số buổi cho phép để chạy show. Một số khác lại bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của bức ảnh này. Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ ra đây là một sản phẩm của Photoshop. Được biết, vào thời điểm đăng quang, nàng hậu sinh năm 2000 đã được phía trường đại học quốc tế này trao tặng suất học bổng toàn phần với chương trình học kéo dài 3 năm. Trước khi theo học tại ngôi trường này, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã có một thời gian học tập tại trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Về tin đồn nói trên, phía nàng hậu vẫn chưa có động thái phản hồi.